Thưa quý vị và các bạn, một tàu cá ở vùng biển tỉnh Bình Thuận bị sóng lớn đánh chìm đã khiến cho 3 người chết và 2 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích cũng như thi thể các nạn nhân tử vong. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 2 Tàu cá do ông Lê Văn Một, sinh năm 1972, trú tại thành phố Phan Thiết làm thuyền trưởng, cùng em trai điều khiển tàu chở theo 5 người thuê tàu ra nhà giàn câu cá. Đến 19 giờ cùng ngày, khi đang hoạt động tại vùng biển cách mỏ Sư Tử Vàng khoảng 2 hải lý, cách cửa biển Phan Thiết về phía đông nam khoảng 40 hải lý, thì bị sóng to gió lớn đánh chìm. Đến khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 2, hai ngư dân trôi giặt trên biển được một tàu cá phát hiện cứu vớt đưa vào đất liền cấp cứu hiện nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển để tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như thi thể ba nạn nhân tử vong